Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vùng rừng núi. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục đi săn bẫy. Leo mệt quá các bạn. Đường đi thì dốc. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống người trời. Ui giời. Mưa đường trơn lắm các bạn. Dạo này không biết sao trời thối hay sao mưa liên tục làm ăn khó khăn, mà còn Covid nữa, Covid-19, anh em không được ra đường, chúng tôi lại lên rừng. Cách ly ở trong rừng tới này chắc phải sống trong rừng, chuyển vào trong rừng ở. Trời thì mưa. Hôm nay không biết là có được con gì đâu hôm nay. Mưa gió này. Làm con rùa này. Con rùa vàng. Con lưỡi qua khe ạ. Cách đây hai năm các bạn, trên này có một cây nhiều sóc phải ăn lắm, có cả con chồn nữa. Cái vòi nữa, cây vòi để ăn đấy, không biết là cây gì. Đây trên này, được nửa đường rồi các bạn ạ. Mưa gió quá. Trên đã được nửa đường. Ô đâu, đàn chim. Đàn chim non. Bay về đâu? Xem có cây gì nó ăn mà. Ôi đồ trắng, đồ trắng. Khô khao. Ôi đàn này phải đến trăm mấy con cơ. Ôi lại về tiếp này. Ôi rồi. Chứng tỏ có cây gì ăn rồi. Ôi cây quả gì về ăn rồi nó mới về nhiều này. Hay nó ăn rồi. Bên kia ấy, đấy, ở bên kia. Si bà. Ừ, ở bên kia có một cây si. Đấy.
trắng nhiều ha. Đây mượn đồ đi đem được đấy. Tôi lại phải leo dốc các bạn ạ. Mệt nhưng mà không biết làm sao được. Đầu trắng. Ô, bay vào cái kia rồi. Quả gì đấy? Xem nó thấy nó mù 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 ăn. Ôi, thải vào. Xoăn như thế này. Này xoăn đảo. Xoăn không phải mùi này đâu chứ. Cái gì ấy nhỉ? Nó hơi giống cái xoăn. Xem nó ăn. Xem nó bay bay lên ngọn đi xong là mổ là phải. Ờ đúng rồi. Ôi đàn đầu trắng ở đâu em? Đây hết cây. Xa quá. Cây này các bạn ạ. Nhiều chim lắm, nhiều chim về cây này lắm. Toàn đầu trắng này. Hết xoan này. Chim chim gọi là chim hết xoan này. Chim đầu đầu trắng. Đầu trắng phao thì mình đen. Mình chả biết gọi là chim gì, chỗ mình gọi là chim đầu trắng. Tí quay ra và xem cây gì nhỉ. Tiếp tục. Tôi đã gần đến nơi các bạn ạ. Một đoạn nữa. Sắp đến rồi. Mẹ cũng tắt hết mồ hôi. Không lăn. Không biết là cái loại gì. Hôm nay chim kêu rất nhiều các bạn ạ. Có cả bục cạp trực tiếp này. Nhiều loại chim lắm. Đấy. Chào mọi người, chào mọi người. Nãy kêu ở ngay trên đầu. Rồi lại đếp cái lặng lai nữa. Đếp cái lặng lai. Xem có gì không? Không thấy gì rồi. Cái này chưa thấy gì nữa. Hình như là nó vẫn chưa về. Ui, gớm quá. Chưa ý kiến gì các bạn. Chưa ý kiến gì. Rồi lại dính chuột đấy, vẫn chưa thấy ý kiến gì. Hôm nay không biết có được như lần trước không.
Không có ý kiến gì các bạn ạ. Hôm nay có vẻ hơi buồn. Hôm nay chắc là móm. Lấy cái bao mà đỏ đi đựng chắc là em không đỏ. Thấy ý kiến gì? 1, 2, 3, 4 cái rồi. Cái này 5 cái. Cái này chưa thấy gì cả. À, lại chuột. Chuột các bạn ạ. Đây. Chuột. Chưa thấy gì. Giờ thì lại ăn đây. Không thì chắc là móm rồi thế này. Chưa thấy gì cả. Bên này sao mục hết sao bên này này. Bên kia dính cái gì vậy? Lại là gì đây? Ồ ồ. Cái nào thôi? Cái kia thế này. Ồ, quả con to các bạn ạ. Đấy, kéo xuống đập kia. Ôi, chết rồi. Lại bạc má. Đã bị dính trưởng. Này, khá to các bạn ạ. Tí thế nhỉ. Đây các bạn ạ. Vẫn chưa chết đâu, ngấp ngoài không? Chỗ này đỏ thế. Yếu rồi phải. Yếu rồi. Làm thịt cho vào tủ. Làm thịt cho vào tủ thôi. Mình nhìn bên kia lại thấy chắc là nó lại sang bên kia nhưng nó lại quay ngược lại. Ngày mưa. Mưa. Vẫn chỗ đấy thôi ạ. Vẫn cho đây dính. Hả? Ôi cái này cũng dính rồi các bạn ạ.
Ôi, đứt rồi. Ôi rồi mẹ chân hòn. Ôi rồi, còn gì to quá. Hòn. Ôi mẹ lấy ăn hẳn cái chân hòn các bạn ạ. Ôi rồi. Đây. Ôi rồi. Ôi rồi. Nó. Đèn thế nhỉ. Lằng ngay cái chân. Thế này. Đây các bạn, cái chân này. Chân đây. Hòn. Hòn đó. Hai vừa mới chạy ra vậy. Chạy xuống đây rồi. Hai bỏ khe nào ấy. Có một cái. Một cái bên này nữa. Hù mẹ hòn. Hòn các bạn ạ. Cái dưới này chưa thấy ý kiến gì. Chưa thấy ý kiến gì. Hai ngày không đi. Thế là tuột mất con hòn. Khá to các bạn ạ. Hôm qua đi là ngon rồi. Tiếc thế. Thế khổ quá phát à. Ngựa vẫn đen chứ đúng không ạ. Thì vẫn còn đỏ chắc vào xung quanh đây thôi. Chui vào góc nào ấy vào. Nó xuống dưới này chắc là nó chạy đi đường nào. Xem có khi mình vẫn còn ở. Xung quanh đây. Đây toàn hình lỗ đấy. Quần ở đây, bị mắt ở đây. Xuống đến đây nó đi đâu được. Mới dính thôi. Tiếc thế nhỉ. Nó khe, nó rù luôn. Nó mẹ rồi hơn mất mất. Nhắn mình còn pin đi. Điện thoại, một tí điện thoại. Xoài ký ngang nhau hắn. Thịt vẫn là tươi ra rói. Chắc tối qua vừa mới dính rồi vào. Hay là hôm kia. Ôi. Chúng tôi đã về đến đây rồi các bạn ạ. Mưa quá. Đây. Hôm nay con trượt đang cù rù cù rù. Một con bằng má. Ở với chân hòn hòn nha các bạn nhé. Đây là thành quả ngày hôm nay. Con này. Đấy, con chuột vẫn sống thôi mọi người. Con bằng má cũng vẫn sống, vẫn thở. Yếu mà. Đấy, chân con hòn, chân con hòn nó to gần bằng con đầu bằng má. Ôi, chạy. Thành quả của ngày hôm nay. Rồi. Chúng tôi kết thúc video tại đây nhé. Các bạn đăng ký và theo dõi nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại nhé.